người đầy thương tích trên cơ thể được cơ quan chức năng đưa lên xe chuyên dụng ngay trước cửa tiệm vàng được truyền tay chóng mặt trên mạng xã hội có nhiều lời đồn đoán câu view cũng được dựng lên với tình tiết cướp vàng tặng bán gái chính vì thế danh tính của người đàn ông này cũng được quan tâm rất nhiều mới đây nhất cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ và bước đầu tiết lộ danh tính kẻ cướp tiệm vàng ngang nhiên này. Liên quan đến vụ việc kẻ cướp bị người dân quay xử trước cửa tiệm vàng ở Lạng Sơn ngày 20 tháng 10, mới đây công an tỉnh đã tiết lộ danh tính của người đàn ông này. Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Nguyễn Quang Trường, 32 tuổi, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo cơ quan công an, khoảng 13 giờ ngày 20 tháng 10, Trường đeo túi sách màu đen đến tiệm vàng ở số 147 Lê Lợi, thành phố Lạng Sơn để hỏi mua vàng. Sau đó, nghi phạm bất ngờ rút hung khí khống chế hai mẹ con chủ cửa hàng vàng nhằm cướp tài sản. Tuy nhiên, lợi dụng lúc Trường sơ hở, các nạn nhân đã kịp hô hoán người nhà ở tầng trên bị phát giác trường khiến một người bị thương, đồng thời bị gia đình chủ tiệm vàng khống chế. Ngay khi nhận tin báo công an thành phố Lạng Sơn cùng với lực lượng cảnh sát 113 công an tỉnh Lạng Sơn đã xuống hiện trường, đưa nghi phạm và các nạn nhân đi cấp cứu điều trị. Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 20 tháng 10 tại cửa hàng vàng bạc Liễu Hiền, địa chỉ 147 Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, nam thanh niên mặc áo khoác xanh đi vào tiệm vàng bạc và dùng hung khí đe dọa, hòng cướp tài sản, nhưng bị chủ cơ sở và người nhà chống trả, răng co, làm đối tượng bị thương nghe tiếng hô hoán người dân và khách qua đường nhanh chóng đến ứng cứu khống chế đối tượng và báo cho lực lượng chức năng đến bắt giữ. rất may tên cướp chưa lấy đi tài sản nào trong cửa hàng. nhận được tin báo công an thành phố Lạng Sơn đã đến hiện trường dẫn giải đối tượng về trụ sở điều tra làm rõ vụ việc theo quy định. theo thông tin từ nhân chứng nghi phạm vào tiệm vờ hỏi mua trang sức sau đó thì người này rút hung khí uy hiếp nhân viên bán hàng dọa cướp tài sản tuy nhiên người này bị người dân khống chế. Theo hình ảnh từ clip của nhân chứng tên S, nghi phạm bị thương và được đưa khỏi hiện trường bằng xe của cảnh sát. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, lấy lời khai của nghi phạm để xác định động cơ cướp tiệm vàng. Vì vậy, thông tin cướp tiệm vàng tặng bạn gái chưa được kiểm chứng và chứng thực, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin để gửi tới quý vị sau khi có công bố điều tra từ cơ quan chức năng trong những video tiếp theo.